Tiếp theo là phần tin về giao thông, xe khách Phương Trang và uy lực của dòng họ Phan Trương, Phan Văn Khải và Trương Mỹ Hoa. Báo Đất Việt vào ngày 16 tháng 3 của năm 2018 đưa tin về thế lực đằng sau những chuyến xe hải hùng và sự thật kinh hoàng của xe khách Phương Trang. Trong khoảng thời gian 15 năm trở lại đây, quý vị thấy sự trỗi dậy thật nhanh chóng và mạnh mẽ, cũng như sự thống lĩnh thị trường về lĩnh vực giao thông vận tải của nhà xe Phương Trang. Đi kèm theo đó là những sự việc bê bối, không tôn trọng khách hàng, phóng nhanh, vượt ẩu, và bi đát hơn nữa là sự coi thường tính mạng của hành khách và những người đi đường, để liên tục xảy ra hàng loạt vụ tai nạn chết người. Liên tục trong nhiều năm, xe khách Phương Trang gây ra mỗi năm không dưới 10 tai nạn lớn nhỏ. Trong số đó có hàng loạt vụ chết nhiều người, gây thiệt hại ghê gớm đến hành khách và thân nhân. Nhưng sau đó mọi việc vẫn tái diễn. Theo lời tố cáo của nhiều cán bộ, người dân thì xe khách Phương Trang luôn luôn được đứng ngoài vòng pháp luật trên cả nước. Cảnh sát giao thông hầu như ngó lơ trước những vi phạm như là phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách, đánh nhau và cuối cùng là những tai nạn chết hàng chục mạng người. Trong giới tài xế đồn thổi rằng cứ thoải mái chạy, tông thì phải tông cho chết rồi mọi sai phạm sẽ có người lo. Hay nói đúng hơn là không có giới chức có thẩm quyền nào dám đụng vào nhà xe Phương Trang. Trở lại với tên Phương Trang, một cách đặt tên rất khéo léo theo họ của hai vị quan khách cực lớn trong chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam là Phan Trương. Phan Thanh Khải, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, Trương Mỹ Hoa, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước, là chị vợ của ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn. Sau hết chức vụ, quyền lực rồi cũng qua đi, hy vọng những ngày cuối đời nằm trên giường bệnh của các vị này có cảm thấy hối lỗi để thay đổi cách làm ăn chân chính, để bớt đi những con người bị tai nạn chết oan vì những chuyến xe của họ.